Những năm gần đây, nhiều nông hộ đã chọn nuôi giống dê bo ơ và dê bo lai để đạt hiệu quả cao. Trong đó phải kể đến ông Phước Thành, trú tại ấp 4, xã Lê Minh Sơn, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh với mô hình nuôi hơn 500 con dê bo ơ. So với giống dê cỏ, dê Bách Thảo thì dê bo ơ có nhiều điểm nổi trội hơn như dễ nuôi, lớn nhanh, cho sản lượng thịt nhiều, nên hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn. Nắm mắt được thị trường, với đức tính ham học hỏi, năm 2012, ông Phước Thành đã mạnh dạn đi tham quan, học tập kinh nghiệm và tìm hiểu về thị trường dê bo ơ. Xin chào bà con, anh chị em chăn nuôi ba miền Bắc Trung Nam. Hôm nay mình cũng xin chia sẻ, mình có một cái trại dê giống ở ấp 4, xã Lê Minh Sơn, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Trại dê giống Đại Phước Thành ở thành phố Hồ Chí Minh này là chú nhập từ bên Úc về. Đây là dê bo của Úc. Là thời gian con dê mà trọng lượng để mà nuôi để nó sinh sản thì từ, nếu mà nuôi mình nuôi cho tốt nhất thì đến từ 8 đến 10 năm nó vẫn còn sinh sản 8 đến 10 năm. Trọng lượng của nó là con cái từ 70 đến là 80 kg, còn con giống đực thì nó từ tầm 80 đến 100 kg. Trong vòng nó lớn lên thời gian đến là 8 năm. Như chú ban nãy có phân tích có hai giống là giống dê F1 và F2 thì cụ thể như nào, chú nói rõ hơn được không ạ? F1, F2 người ta gọi cho cái tiếng gọi là F1 là F2 như vậy để cho phân biệt. Thứ nhất F1 là cái dòng của con đực và con cái nó nhập từ ở bên nước ngoài về. Thì đó là F1. Có khi nó đẻ con F1 với F2 nó là bo đầu nâu, nhưng mà khi mà nó đẻ ra cái con màu trắng, cái đó là 5 con màu trắng, nó vẫn là dê bo. Nhưng mà lại nó màu trắng thì người ta dùng từ là gọi là F2. Chú có thể cho học tiếp theo là cách để chúng ta có thể nhận biết và lựa chọn một con đực giống tốt và một con cái giống tốt như nào? Cách chúng ta mà lựa chọn đực với cái thế này. Thứ nhất, giữa cái và đực thì chúng ta lựa hai cái thứ nhất là 4 cái chân. Chân là phải to và chân sau phải thẳng. Là thứ nhất về chân. Thân hình thì nó cân đối, và cái ức á nó phải thòng, nó phải to, nó mập, hai bên vai nó to, cái mặt nó phải to, mà cái tay nó là tay nhỏ nhưng mà ngắn thì nó tốt, nhưng mà cái tay dài thì coi như là nó cũng không còn mà cái tay mà tay nhỏ với cái mặt nó to lên. Nói chung cái mặt nó phải có mặt màu trắng sọc trắng thì đó đúng chuẩn của dê bo của Úc. Đấy là một đực, còn cả cái thì cái được giống nhau vậy. Cái thì mình cũng lựa chọn thứ nhất là 4 cái chân. Đấy, thứ nhất chân 4 cái chân. Cái chân cho đều, cho thẳng. Và không nó cái móng thì móng phải cho tốt, thứ nhất là trừ dùng cái móng dép thì nó không có tốt. Đó, con cái thì cũng như con đực thôi. Thì cái coi như con thân hình nó phải giảm dở. Thứ nhất là không, cái bụng nó không có to quá. Cái bụng nó không to, nó còn tơ mà cái bụng to quá này cũng không tốt. Đấy, thân hình nó phải cân đối. Đó, cái mặt nó phải to. Đấy. Là chọn giống con cái. Cái chân mà nó ốm quá, chân nhỏ quá thì không được, không thể để giống cái được. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, theo ông Thành, người nuôi dê cần chủ động trong việc tìm nguồn thức ăn, phun thuốc tiêu độc khử trùng, dọn và xử lý phân, nước thải thường xuyên để đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh. Ngoài ra, bà con cũng cần lưu ý thêm trong khâu chọn giống và vấn đề sinh sản, vì đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành bại của nghề chăn nuôi. Chúng ta hỏi thêm là với một con bắt đầu từ khi sinh ra thì sau bao nhiêu thời gian chúng ta có thể cho bắt đầu nuôi giống sinh sản được? Bắt đầu từ cái ngày con cái mà sinh ra, con mà lọt lòng ra cho tới ngày mà để mà phối giống là 7 tháng, thời gian là 7 tháng, bắt đầu chúng ta cho phối giống được. Phối giống đúng 5 tháng sau thì nó sẽ sinh con. Đó. Hiện tại như ở Việt Nam thì cũng có rất nhiều giống dê có thể nuôi chăn thả được, thì như cái giống bo ơ này chúng ta có thể nuôi bán chăn thả được không ạ? Về vấn đề chăn nuôi á, bán chăn thả thì mình có đây một có một cái kinh nghiệm, rút kinh nghiệm để mình truyền đạt lại cho bà con thế này. Không nên nuôi bầy đàn thả rông. Nếu ai mà nuôi bầy đàn thả rông, cái đó là chỉ là nuôi một nhóm nhỏ thôi, vậy cái đó là nuôi hộ gia đình.
Nếu nuôi bầy đàn thả rông á, thì 6 tháng chúng ta phải đổi một con đực một lần. Đó là tránh cái trường hợp trùng huyết. Còn nếu ta chúng ta nuôi nhiều á, đà trên sàn chúng ta vẫn nuôi cho nó ở trên sàn, nhưng mà chúng ta làm có thang cho đi xuống, có hàng rào cho nó có sân chơi, thì chúng ta nuôi được nhiều, mỗi ô là mỗi một con đực riêng, tránh tình trạng để trùng huyết sau này. Hiện tại chú để chúng con hỏi thêm là về cái chi phí đó, bắt đầu bà con muốn bắt đầu khởi nghiệp con dê này, cái giá giống để chúng ta đầu tư thì bây giờ đang là bao nhiêu, cái trại của bây giờ cái giá giống á, thì tùy theo vùng miền nó cũng hơi chênh lệch không có bao nhiêu, nhưng mà cái con cái giống F1 á, của cái dê bo á, thì tầm khoảng 30kg đến 35kg thì chúng ta đó là bắt đầu nuôi từ cái con nhỏ 30-35kg thì chúng ta có thể cho phối giống được. Nhưng vậy cái giá của con dê mà 30-35kg thì nó tầm khoảng 8-10 triệu một con. Đó là F1 hoàn toàn con dê đẹp. Còn F2 á, thì cũng tầm 30-35kg, nhưng mà F2 nó không đẹp hơn á, thì nó tầm khoảng 6-7 triệu một con, cũng tầm là 30-35kg. Một cái câu hỏi cuối cùng mà con muốn tâm về chú là hiện tại như kiểu trại của mình đây thì cái chế độ thức ăn hàng ngày chú đang áp dụng cho dê là như nào? Bây giờ ở đây cũng có rất nhiều người hỏi cái vấn đề, chia sẻ vấn đề cái vấn đề thức ăn. Thì mình hôm nay mình nói rõ, thức ăn là tùy theo vùng miền. Chúng ta ở miền Bắc, chúng ta ở miền Trung, chúng ta ở miền Nam, chúng ta ở miền Nam, thì tùy theo cái vùng miền của chúng ta có cái gì thì chúng ta cho ăn cái đấy. Thứ nhất là cái đó, tại vì con dê này nó ăn được 108 loài cây cỏ hoang dã, thì chúng ta áp dụng được từ vùng miền của chúng ta có gì chúng ta cho cái ăn đó, là cái đó là nguồn thức ăn, là cái đó có nhiều nguồn thức ăn là của con dê. Còn chế độ thêm á, thì chúng ta có thể là con dê cái nó sinh sản thì chúng ta cần phải cho thêm cái cám là gì, cám là để nuôi con mẹ, để nuôi con cho tốt hơn. Rồi con mà nó gầy ốm, nó không đủ chất dinh dưỡng, chúng ta cũng cần cái cám. Mà hôm nay Việt Nam bây giờ chúng ta đã có nhiều nhà máy sản xuất để dành cho dê, cám dành cho dê. Chúng ta có nhiều nhà máy sản xuất cám dành cho dê. Đấy là chúng ta phụ thêm cám. Còn vấn đề thí dụ như chúng ta ở tùy vùng miền, chúng ta có vỏ mít, hay chúng ta có bả đậu, hay là chúng ta có vỏ đậu xanh, hay là chúng ta có ngô, tùy theo vùng miền thì chúng ta cho ăn thêm cái đó cũng rất là tốt. Nhưng mà đặc biệt con dê tốt nhất là ăn cái lá cây. Lá cây là tốt nhất. Thì những cái phụ đó là tùy theo vùng miền chúng ta có. Vùng chúng ta có cái gì chúng ta cho ăn cái đó. Con dê nó không có kén cái củ. Ngô, khoai, rồi bả đậu, rồi tất cả những cái hèm bia, rồi là trái mít, lá mít gì đó. Thì chúng ta có, vùng miền chúng ta có gì chúng ta cho ăn đấy. Thì con dê rất đẹp, rất tốt. Và một cái chi tiết cuối cùng nữa là, như con thấy cái trại thì người ta đang có bổ sung thêm muối, thì chú có thể chia sẻ cho con về cái cách bổ, các cái cách chúng ta để bổ sung thêm muối cho dê đúng không? Và lý do tại sao chúng ta lại cần phải bổ sung như thế? Chúng ta nuôi con dê nhốt trên trại, trên chuồng, cần phải bổ sung cái muối. Lý do thứ nhất, con dê mà nó hoang dã thì nó thiếu cái gì nó ăn ở đấy. Thí dụ như là nó thiếu cái chất gì, nó tự nó đi tìm, nó khai thác, nó để nó ăn cái đấy. Còn chúng ta nuôi nhốt thì thật sự chúng ta chỉ cho ăn cỏ, ăn cám, là ăn hạt. Thì những cái chất đó là thiếu, chúng ta cần phải thêm cái muối. Ở đây cái muối là hiện giờ tất cả những công ty cũng có sản xuất, ta gọi là muối đá liếm dành cho dê. Nhưng mà chúng ta nuôi nhiều để giảm cái chi phí cho trang trại, thì chúng ta cũng có thể làm muối iốt, là cái đó hạn chế về cho con dê nó bị bú. Chúng ta sẽ pha thêm là tất cả các loại men tiêu hóa, men bicomplex hay là men adio kết hợp vô cái muối iốt đó, chúng ta cho vô một cái thùng rồi chúng ta cho nó liếm cũng rất là tốt, cũng không có thua gì mà cái đá liếm của những cái công ty sản xuất. Bởi vì cái đó là mình khai thác được tất cả những cái men đó là nó rất là tốt, nó đầy đủ chất dinh dưỡng. Anh, cái thêm giá đỗ này nó có tác dụng nhiều không anh? Nó mát. À, nó mát. Như cái chi phí mà để đầu tư này cũng mất nhiều không ạ? Mát tiền một cân đấy. Không mất cân, nó mát.
Thế tính ra chi phí một ngày cả cám này, cả bỏ cái giá trước này, một ngày một con trước của bao tiền anh tính này. Bây giờ cho ăn cái này thì mình không cho ăn cám. Ít cho ăn cám lại. Trước không có này thì mình cho ăn cám. Như ở trại mình nghe một ngày mình cho ăn thế là có hàng ngày có những gì nhỉ? Có giá này, có bỏ này, có gì nữa này? Ba đậu. Một ngày cho ăn mấy cữ ạ? Hai cữ. Và nó sẽ vào các thời gian nào trong ngày ấy? 8 giờ, 3 giờ. Hiện tại thì tổng cái dê ở trại mình đang là bao nhiêu con đấy? Bao nhiêu? 700. À 700. Hiện nay, trang trại của ông Thành có hơn 200 con dê bo giống, 300 con dê bo thương phẩm. Mỗi năm, một con dê giống sinh khoảng 4 dê con. Sau 3 đến 4 tháng, thì dê con có trọng lượng từ 25 đến 30 kg. Giá mỗi cân dê bo hiện nay là 150.000 đồng. Như vậy, nếu chăm sóc tốt, trung bình mỗi năm trừ chi phí, thì ông Thành thu lãi được từ 700 đến 1 tỷ đồng. Thưa, cái này thì của mình đây là ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Thôn mình gọi là thôn Khánh Tân. Thì tổng quan qua một chút mô hình, anh có thể giới thiệu qua cho em là tổng số dê anh đang nuôi là bao nhiêu này, cũng như cái diện tích anh chăn nuôi là bao nhiêu đúng không? Cái lai của mình thì là tất cả có cả to cả nhỏ, có 100 con. Giờ có 40 lái. 40 lái. Ừ, 40 lái. Còn thì dê vỗ béo. Còn lại là mình, tức là mình đẻ đến đâu là mình nuôi vỗ béo đến đó. Đúng rồi. Vâng, và hiện tại với tầm 40 con này thì anh đã có bao nhiêu đực cho nhảy ấy? Có 2 con chính, 1 con phụ, 1 con đang gây. 1 con đang gây với cả 1 con chính kia đúng không? Con chính này nó còn lại, đang mốt. Thì hôm nay em cũng có chuẩn bị qua sơ bộ một số câu hỏi ấy. Để anh cũng có thể mà chia sẻ đến mọi người trong cái ngành nghề nuôi dê trong cái thời gian hiện tại. Thì câu hỏi đầu tiên thì anh có thể chia sẻ qua cho em là cái cơ duyên nào anh đến với nghề nuôi dê được không? Bởi vì trước đây em biết là anh cũng có chia sẻ là anh làm máy múc nhỉ? Thì anh bắt đầu nuôi dê năm bao nhiêu và vì sao anh lại bắt đầu nuôi chăn nuôi dê ấy? Cái lời gì nó cũng tình cờ thôi. Đây thì là mình xem ở trên YouTube, thế xong thì tìm hiểu về đi tham quan, đi chơi. Thế xong thì học hỏi, thế là mình về mình chăn nuôi thôi. Thì nên gặp anh Thanh Bình ấy. Thanh Bình. Đấy, nên đấy thì chơi một vài lần, thì xong thì mình về mình làm chuồng trại, xong mình bắt giống. Thì trước mắt thì mình bắt 22 con. 22 con cả cái có được à? Cả cái với một con đực, 21 con lái với một con đực. Thì mình nuôi giờ là được 3 năm rồi. Vâng. Giờ nhân lên là được cả to cả nhỏ 100 con. Thế là tổng cái chi phí đầu tiên ban đầu bao gồm cả trại nhỉ, cả 22 con dê của anh vào bao nhiêu tất cả ấy? Nó khoảng 250. 250. Ừ. Bóc tách ra một chút thì cái dê hết bao nhiêu và cái chi phí đầu tư hết bao nhiêu? Cái ấy? Dê nó mất khoảng tầm độ 120-130, nó không nhiều chính xác lắm. 120-130. Ừ. Còn đâu là chuồng trại? Còn đâu là chuồng trại? Từ lúc mà anh bắt dê nó vẫn bị cao đúng không? Cái lùi dê vẫn sốt vẫn cao. Giờ thì bắt là 19. 19 là cũng tương đối cao. Ừ, cái thời điểm thì nó đang cao mà. Lúc ấy nó đang rộ. Thì như anh thấy nhá, anh cũng bắt đầu chăn nuôi từ 20 mấy anh nhỉ? 20. 20. Ừ. Thì như anh thấy thì cái vấn đề ở đây, nếu mà mình nuôi dê ấy, thì anh thấy cái thị trường ở Quốc Oai Hà Nội của mình thì đang chuộng cái giống dê nào anh? Giờ thì thường thường là người ta nuôi bò lai hết. Bò lai. Ừ. Còn thì dê cỏ thì không đi chăn được. Không có người mà chăn, với chăn cái số lượng ít thì nó cũng không bỏ công. Bây giờ thì giờ mình vào tìm hiểu, mình chăn nuôi cái dê bò lai này nó cũng dễ mà.
Thì đấy, mình nuôi mấy năm nay nhưng mà thấy chưa thấy vấn đề gì nghiêm trọng. Dịch bệnh thì cũng chả thấy gì cả. Bởi vì cũng hay phun chuồng trại. Cứ độ 2 tuần cái lại sát khuẩn mà. Thế là cũng không có vấn đề gì. Hiện tại cái giá dê nhá, cái giá dê ở khu Hải mình, dê bò lai của khu Hải mình đang vào bao nhiêu anh? Dê thịt á? Vâng. Dê thịt giờ nó tầm độ 115 với 120. 115 đến 120 đúng không? Ừ, một cân. Như anh cũng mổ, anh tự mổ luôn đúng không? Không, mình chỉ có nuôi. À, chỉ nuôi xong bán cho các trại. Hiện tại là người ta bắt từ 115 đến 120. Đúng không? Thì giá cái kiểu giá mặt bằng chung trong cái thời điểm hiện tại. Anh nghĩ là trong khoảng tầm này năm sau nó có nhức lên hay nhức lên này xuống bớt không? Mình nghĩ là từ giờ đến cuối năm là nó sẽ lên. Bởi vì mình thấy ở trên các nơi là người ta bán những cái lông hổ người ta nuôi ít ấy. Vâng. Thì người ta bán hết rồi. Hầu như người ta giá dê nó thấp thì người ta bán rồi. Thì cho nên là mình thấy dê nó khan hiếm dần. Thì cho nên là từ giờ đến cuối năm là mình nghĩ là nó sẽ có thể lên đến 13, 14. Đó, tầm ý. À, anh nhận thấy những cái... Cái thất bại mà bà con gặp phải khi mà nuôi con dê này mà không thành công là gì anh? Bởi vì anh cũng bảo nhiều bà con nuôi xong rồi cũng đang thôi dần ấy, đúng không? Thì anh thấy những cái thất bại mà bà con đang nuôi mà con dê này gặp phải là gì anh? Cái thất bại đây thì một là cái chuồng trại, cái khâu chuồng trại là nó quan trọng nhất. Vâng. Quan trọng nhất là cái chuồng trại. Chuồng trại dê nó càng cao càng thoáng thì nó không có dịch bệnh. Còn nếu mà nó thấp mà không chịu vệ sinh chuồng trại thì nó sẽ bị ho, sổ mũi với đau mắt. Vâng. Nó ảnh hưởng đến đường hô hấp. Như cái trại của anh ở đây hiện tại thì anh đang xây ở cái mặt độ, kích thước độ cao là bao nhiêu và cái diện tích bề mặt chuồng là bao nhiêu anh? Đây trước lên của mình là mặt vườn của mình giờ mình múc xuống 70 phân. Vâng. 70 phân xong mình đổ 40 phân cát. Thế là giờ từ cái mặt nền cát lên đến cái sàn dê nó đứng là nó khoảng tầm độ 1m4. 1m4. 1m4 đó là từ cái sàn cát lên đến cái chỗ con dê đứng 1m4. Nhưng mà liệu làm cái nền cát này có sợ thu hoạch phân nó bị dính cát không anh? Không. Xúc dễ lắm, mình lấy cái xẻng nhựa này mình hót lên mà. Đấy là như anh thấy là bà con đang bị vướng cái làm chuồng hơi thấp đúng không? Chuồng hơi thấp nó là cái thứ nhất, với hai nữa là sợ nhất là người ta láng lên bê tông ấy. Vâng. Láng lên xi măng ấy. Nếu mà láng lên xi măng mà người ta không lăng dọn ấy thì là nó sẽ hất ngược lên trên. Vâng. Bởi vì cái nước đá là nó không gói được đi, nó không thoát được đi. Nó đọng ở đấy và nó sẽ hất ngược lên trên. Thì nó hay bị hô hấp với đau mắt. Nếu mà thế thì anh thấy là làm cao hơn thì có ổn không? Ví dụ như là biết là 1m4 anh đang làm rồi, nhưng ví dụ mà trong cái trại tới thì anh nếu mà được cải thiện thì anh sẽ làm độ khoảng chiều cao là bao nhiêu? Trại mới nếu mình dự định nếu mà dê nó mà ổn thì rồi đến cuối năm thì sang năm tới đây thì mình dựng thêm cái chuồng nữa ở kia 100m2 nữa thì mình làm nó khoảng tầm độ 2m. 2m. Cao 2m. Tức là kiểu mình đi vào mình dọn phân nó cũng dễ hơn đúng không anh? Dọn phân nó dễ hơn, với hai nữa là nó thông thoáng. Vâng. Và nó mát. Con dê nó không bị nóng. Những cái gỗ về những cái cột trống của những cái mái em không nói, nhưng ví dụ những cái gỗ anh sử dụng làm rào hay làm lót sàn đây thì anh đang dùng cái loại gỗ gì ấy? Thì gỗ này trước thì mình tận dụng nó là cái gỗ thông này cho nó rẻ. Vâng. Còn sau thì mình làm cái gỗ keo, mình đặt người ta xẻ cho ấy. Vâng. Là 9.000 một thanh, dài 2m. 9.000 một thanh dài 2m thì nó... Của nó là bản của nó là 3 phân với 2,5. À, thế thì cũng bền, ba bản 3 phân là cũng dày mà. Thì cái nó bền lắm. Còn cái gỗ thông này nó chỉ được thời gian với dê bố mẹ nó hay nghịch, thế là nó hay bị gãy. Thì đấy cũng là một cái kinh nghiệm đúc rút ra đấy chứ đúng không? Thì bây giờ là nếu mà làm tiếp là sẽ thôi gỗ thông. Đúng và rồi, chuyển sang gỗ keo. Nó cũng không cao hơn là bao nhiêu nhưng mà nó đúng bền rồi. Hơn nhiều đúng không? Cái gỗ keo đấy mình đóng từ đầu đến giờ chưa phải gì cả. Chưa phải thay một thanh nào. Vâng. Cái chuồng kia là mới được có 5,5. Chuồng mới được 5,5, chưa phải thay một thanh nào. Vâng. Còn cái chuồng gỗ thông này thì hay phải thay ấy lắm. Đây nó cũng 2,5 đấy.
mùa hè là mình hơi mất cái này, cái mái này mình hơi thấp này này. Vâng. Chung quanh của mình nó hơi bí, thế nên mình phải chỗ thêm cửa sổ. Mình phải chỗ thêm cửa sổ để cho nó thoáng. Cái mái này mình từ dưới này lên trên này mới được có 3.5 mét. Nó hơi thấp. Mà được cải tiến mới anh sẽ làm cao hơn đúng không? Nếu mà cải tiến, nếu mà làm từ mặt đất lên thì nó khoảng tầm độ 5.5 đến 6 mét. Thì cái từ cái mặt sàn, từ mặt đất lên mặt sàn là 2 mét. À. Thì còn thì là mái, thì là nó sẽ thông thoáng, mát cho. Sắp mùa đông rồi là cũng phải tính cái che lại đúng không anh nhỉ? Mùa đông thì ở đây thì ấm đúng không? Mùa đông trong ở đây thì ấm. Ngại mỗi mùa hè thôi. Đấy, cái mùa hè mình phải nên mình làm cái gian cái căng đen ở trên mái đó để chống nóng. Trung bình thì cứ anh nuôi bắt đầu từ nó đẻ ra đến khi mà anh xuất bán ấy, bán dê cho ai là khoảng bao nhiêu, mất bao nhiêu thời gian nhỉ? 7 tháng rưỡi đến 8 tháng. Đấy là từ lúc đẻ. Từ lúc bé luôn đấy. Từ lúc đẻ. Mấy cả lúc cái biểu nó vào khoảng bao nhiêu cân anh nhỉ? Có loại thì nó lên 40 cân, có loại 45 cân một con. 40-45. Ừ. Xô bù nhau đấy cứ từ 40 đến 45 đúng không? Ừ. Trong khoảng. Không, trung bình thì nó khoảng 40. 40. Cứ trung bình nó khoảng 40 cân một con. Đấy. Cái dê nhà anh thịt đây thì tỷ lệ sẻ thịt nó vào được khoảng bao nhiêu phần trăm? Nó khoảng 45%. 45% là cao ấy chứ. 45% đấy là cái dê nó 40 và 45 cân một con. Còn thì nó dưới của 40 cân thì nó chỉ tầm độ 40 thôi. Thì cũng như em bảo, vừa bảo anh em mua một con nó hơi già đấy, khoảng 65 cân mà thịt nó đang hơi bị dai thịt ấy, thì em đang muốn hỏi anh đấy, thì em đang muốn hỏi là thịt dê trong khoảng bao biểu bao nhiêu là thịt dê nó đạt ngon nhất theo thương lái đánh giá ấy? Dê ngon nhất nó chỉ tầm độ 8 tháng đổ lại. 7 tháng. Trước 8 tháng đổ lại. Trước 7 tháng đổ lại. 7 đến 8 tháng là ngon. Vừa ngon luôn. Mấy cả là nếu mà 7 8 tháng là cứ dê trong biểu bao nhiêu theo anh là dê nó đạt nhất nhỉ? Cũng từ 40 đến 45 luôn à? 40 đến 45 cân là nó đạt thịt. Bởi vì lúc ý là nó bắt đầu nó phá ngang hết. Phá ngang thì cái thịt sẻ của nó đạt hơn. Nếu mà sang năm dê mà nó cứ ổn thì sang năm là mình cũng dựng một cái trại như thế. Cao hẳn lên luôn. Từ mặt đất lên sàn khoảng 6 mét nhỉ? Xong rồi từ cái đất lên với cái nền khoảng 2 mét, 2 mét rưỡi. 2 mét. Từ mặt đất lên đến sàn 2 mét. Đi vào đi biết rồi, dọn phân cũng đúng thoải mái luôn. Hàng 2-3 tháng mình dọn được. Đó. Bạn bia gì mà... Em tưởng mình phải bổ sung ít cám viên chứ. Không, cái cám viên dơ mình lấy thử. Còn trước kia là cho ăn bã bia à? Bã bia ủ. Bã bia ủ, toàn ủ ở phi đó. Bã bia ủ và... Bã bia này. Cỏ à? Ngô. Không, bã bia, ngô, dì mật, muối. Với men vi sinh. Ước tính khoảng trong 1 năm thì nó cái tiền thức ăn vào hết bao nhiêu ấy? Cái mình không có để ý đâu, bởi vì là mỗi lần nhập về là 7 triệu tiền bã bia. Mỗi lần ủ nó mất hơn 10 triệu, nó khoảng 12-13 triệu. Một lần ủ ăn được bao nhiêu tháng ạ? Ăn khoảng 2 tháng. 2 tháng, hơn 10 triệu ăn được 2 tháng à? Mà cái ý này chỉ có dành cho dê vụ thôi. Bao nhiêu tấn này? Của nó là 70 bao. 70 bao mà nó nhân với 130 một bao cái bã bia mịn ấy. Vâng. Có lúc thì 60 bao, có lúc thì 70 bao. Đấy, mình cứ ủ trong cái tâm ý. Cho nó ăn khoảng 2 tháng là hết là vừa ngon. 2 tháng cuối thôi à? Hay là bắt đầu từ khi vỗ béo là cho ăn luôn bắt rồi? Bắt đầu từ khi vỗ béo. Thế nói chung là 2 tháng và 1 năm thì cứ phải nhập tầm 6 lần anh nhỉ? 5-6 lần anh nhỉ? Không, nó theo cái loạt có dê vũ thì mình mới ấy. Mình mới ủ. Thì xô bù nhau thì 1 năm có đến anh nhập khoảng 3 lần không? Như năm ngoái nhập khoảng mấy xe về? Mấy lần nhập? Như năm ngoái là nó cũng phải 3-4 lần. 3-4 lần thì nó cũng... 3-4 lần ủ. Thì tính cũng phải tầm về 3-40 triệu thức ăn đúng không? Đời tính theo 1 năm á? Vâng, tính theo năm gì nữa? 1 năm 40 triệu thì không đủ. Phải hơn à? Nó phải hơn đấy. Tầm vào bao nhiêu ạ? Nó khoảng 50 triệu. 50 triệu. Ừ. Thì nếu mà thế thì trong tương lai thì mà cái bài toán khách quan ra thì nếu mà trừ sau khi mà như năm nay đi đúng không? Năm nay bạn đã mình tính khoảng được 220 mà 50 triệu thì đâu đó được khoảng 170-180. Tầm tầm đấy thôi, mình tính gọi là mình phải tính cái mức độ khả quan mình có thể đạt được chứ không phải
tính cái nhân giá trên trời làm sao mà được, đúng không? Nhưng mà cái mà được nhất thì dê nó vẫn đang trong chuồng ở đây này, nó vẫn còn bố mẹ, vẫn sinh sản rất là tốt. Ba năm nay là dịch bệnh nó rất là ít. Thế thì như anh thấy thì cái bản thân anh cũng nuôi năm 3 đến năm nay năm thứ 3 rồi, đúng không? Thì anh thấy là cái tiềm năng của con dê này như thế nào? Cái tiềm năng của con dê là mình vẫn thấy vẫn ổn mà. Bởi vì mình nuôi cái số lượng này là cũng một năm mình cũng có doanh thu, nó cũng ổn một tí. Thì cũng không có vấn đề gì. Những nhà người ta nuôi có 1-2 chục con mẹ thì nó ít quá, nó không bỏ công thì người ta mới bán bỏ thôi. Còn mà giá dê mà cứ tầm độ 12 trở lên là nuôi là ok rồi. Là bắt đầu cũng có lãi, không kiểu nhanh giàu quá thôi, nhưng nó bền vững, đúng không anh? Đúng rồi. Nói chung thì chăn nuôi thì nó lấy công làm lãi. Thế là nó cũng mất khoảng 3 năm đầu là mình cũng vừa hồi vốn, đúng không? Vừa hồi vốn và mình vừa có cái gốc là dê này để mình đúng nuôi. Rồi. Nuôi dê phải xác định phải 3 năm thì hoàn lại vốn. Bởi vì mình còn phải mở rộng mà, phải đầu tư mà. Một con cái này bây giờ mình dùng được trong bao nhiêu năm anh? Tận dụng tối đa được. Nhanh tìm hiểu con cái á. Con cái như mình tìm hiểu như anh Bình anh nói, nó chỉ tầm độ 6 năm. 6 năm bắt đầu thả loại. 6 năm. Ừ. Bắt đầu chọn lứa mới để tiến thay. Ừ. Đấy, đây được mấy lứa nhỉ? Thế là cái cám dây là anh cũng mới lấy về để anh thử vỗ à? Đây, mới lấy về thử đấy. Mới nhập về 18 triệu. Để cho dê dê vỗ béo hay dê cái đẻ dê cái ăn này. Đấy. Dê cả dê vỗ. Cả dê mẹ. Giờ như trong một ngày nhé, tại trại của anh thì với dê vỗ béo anh đang cho ăn như nào và với dê hậu bị dê cái anh cho ăn như nào anh? Thế dê đang hậu bị thì là mỗi một ngày là có một lạng cám viên thôi. Vâng. Bởi vì giờ mình chỉ cho nó giữ như là có tinh bột thôi, mình không cho ăn nhiều. Cho ăn nhiều thì nó không có kinh tế. Vâng. Còn cái dê vỗ của mình là cái giai đoạn cuối đây của mình đây, một tháng nữa mình xuất thì mình đang cho nó ăn khoảng 6 lạng một con một ngày. Ừ, thì mình chia cho nó thành 3 bữa. Sáng 2 lạng, trưa 2 lạng, tối 2 lạng. Con thì là cỏ. Để mình giảm bớt vào cái cám đi. Còn đâu là cái như mình cho ăn thêm cái khác như là cỏ này, bạ bi là... Chỉ cỏ thôi. Bạ bia ủ là anh ủ những công thức như nào anh cho em xem qua được không? Bạ bia dạo này không cho ăn nữa, không nhập nữa. Bởi vì nó ít, số lượng nó ít, với hai nữa là nó ủ nó cũng vất. Ủ nó cũng vất. Đấy, mở ra thơm rồi. Anh có ủ men không? Có men. Đấy. Cây ngô đấy. Đấy, chỉ cây ngô là bao gồm cây ngô này. Cây ngô với cỏ. Thơm nhỉ? Cái này đang lấy ấy rồi, đang lấy ăn rồi, đang lấy dở. Nó được khoảng bao nhiêu thời gian đấy? Cái này nó hôm mưa đến giờ nó khoảng tầm độ chục hôm được. Còn nếu mà cái thùng mới ra thì nó vàng, hiểu không? Cái này để khoảng chục hôm mở ra nó có không khí vào, đâm ra nó không được vàng nữa, thấy chưa? Dê thức ăn này lắm. Nó ăn kinh lắm, không còn một cái gì luôn nếu mà ủ. Như bình thường anh chỉ cho nó mưa cho ăn thôi hay là... Mưa mới cho ăn thôi, còn thì cỏ tươi. Cái này dự trữ là mưa này. Ở đây là mới đầu tiên anh mua bao nhiêu cái thùng tất cả nhỉ? Đây tất cả to cái nhỏ 100 cái. 100 cái anh mua giá trung bình bao tiền một cái, to bao tiền một cái? Cái to của nó là 360 một cái. À, 36. Còn cái nhỏ thì 140 một cái. Cái nhỏ thì có 40 cái nhỏ. Còn thì là toàn phi to. Đây là thùng to đấy, đúng không? Ừ, làm cái phi to này nhàn lắm. 360 một cái. Ừ. Mua mới luôn đấy. Ừ, mình mua ở người ta bán phi. Ủ cái phi này nhàn lắm. Ủ cái phi nhỏ thì nó kiểu nó vát đít. Lúc mình lấy ra nó hơi vất cái chỉ luôn mà. Nhưng mà bây giờ em hỏi anh câu cuối nhé, vì sao mà anh lại lựa chọn là luôn nuôi sinh sản chứ không phải là bắt về nuôi vỗ béo không thôi? Bởi vì nhiều người ta nhận thấy là nuôi vỗ béo nó cũng nhanh được tiền ấy. Thật sự ra là cái vỗ béo thì nó nhanh hoàn lại tiền, nó chỉ có tầm độ 3 tháng đó. 3 tháng là nó hoàn lại tiền. Nhưng mà cái dê lái thì nó nuôi nó lại lâu hơn, nhưng mà nó an toàn hơn, nó chắc chắn hơn. Đấy.
Cái dê vỗ béo thì cái giá cả như hiện nay mà nuôi vỗ nó lên xuống thất thường, chăn nuôi nó không có công. Còn mình mà nuôi nái mình sinh sản ra, mình nuôi to lên để mình bán thịt thì lại có công. Mình không phải mất tiền bỏ vốn ra. Lãi ít hơn thôi nhưng mà nó bền vững không anh? Đúng rồi, nó chắc. Chắc hơn. Nó chắc hơn. Người nông dân thì vẫn tính cái gì mà nó ăn chắc mặc bền hơn. Đúng rồi, nó phải an toàn. Còn ăn sổi là nguy hiểm. Nhanh dầu nhưng mà cũng nhanh rồi. Thế cho nên là mình chọn được nuôi sinh sản, sau của mình ra bao nhiêu thì mình nuôi thương phẩm bấy nhiêu. Công việc chính bây giờ của anh đây là làm cái xúc. Công việc chính mình đi làm máy móc. Còn bây giờ đây chính là... Còn thì dê đây thì là chủ yếu là ông, bà. Nói chung là cả gia đình tập trung ở đây làm. Ông có thêm một quản mà. Ừ. Cái phát triển dần lên. Đây không này. Phải là kiểu nó lại quá đậm quá sâu thôi, nhưng mà nó kiểu nó giúp mình có một công ăn việc làm ổn định. Đúng rồi. Cho các thành viên gia đình nữa. Đúng rồi. Những ngày mưa ngày gió mình không có việc đấy, mình tập trung vào đây làm. Kể cả như trong cái thời điểm mà kinh tế nó đang khủng hoảng như trong năm nay, năm ngoái năm nay chẳng hạn thì nói gì nói thì như các ngành nghề khác nó chậm nhưng thức ăn thì nó vẫn trông tốt mà ăn thì vẫn rẻ. Cầu nó vẫn cần có. Đúng rồi.